Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng Euro 2024. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài trận đấu đáng chú ý vừa mới diễn ra. Hạ Bồ Đào Nha ở loạt đấu súng, Pháp hẹn Tây Ban Nha ở bán kết. Bước vào trận đại chiến với Pháp, không có gì bất ngờ khi Bồ Đào Nha giữ nguyên đội hình ra sân bởi đó là những con người tốt nhất của họ thời điểm này. Cristiano Ronaldo đảm nhận vai trò trung phong, hỗ trợ anh là bộ ba Rafael Leao, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Trong khi đó, Pháp có hai sự thay đổi ở đội hình chính so với chiến thắng 1-0 trước Bỉ tại vòng 1/8, khi Eduardo Camavinga và Kolo Muani xuất phát từ đầu thế chỗ Adrien Rabiot và Marcus Thuram. Kylian Mbappe đá cặp tiền đạo với Randall Kolo Muani trong sơ đồ 4-3-1-2 của Les Bleus, với Antoine Griezmann sắm vai trò hậu công. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Pháp bất ngờ tràn sang phần sân Bồ Đào Nha như muốn đánh phủ đầu. Dù vậy, Selecao đã nhanh chóng kiểm soát lại thế trận và đẩy cục diện vào thế giằng co. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên xuất hiện ở phút 20 và nó thuộc về Pháp. Theo Hernandez sút xa như búa bổ bằng chân trái nhưng thủ thành Diogo Costa đấm bóng giải nguy cho Bồ Đào Nha. Ở quãng thời gian sau đó, trận đấu diễn ra tẻ nhạt do hai đội thi đấu chặt chẽ. Chất lượng trong các đường truyền cuối cùng chính là vấn đề của cả Pháp lẫn Bồ Đào Nha khi họ thiếu sự chuẩn xác cũng như đột biến cần thiết để xé toang hàng thủ đối phương. Gần như không có bất kỳ cơ hội thực sự đáng chú ý nào được hai đội tạo ra để rồi hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0. Sang hiệp 2, các cơ hội ngon ăn đã liên tục xuất hiện cho cả hai đội giúp trận đấu trở nên sôi động hơn hẳn. Phút 61, thủ thành Mike Maignan đổ người cứu thua cho Pháp sau pha thoát xuống dứt điểm chéo góc của Fernandes. Chỉ 2 phút sau, Maignan lại cứu thua cho Les Bleus, lần này là từ cú đá của Vitinha trong vòng cấm. Trong chưa đầy 10 phút sau đó, Pháp đưa ra hai câu trả lời đầy sức nặng mà đáng lẽ ra đã có thể chuyển hóa thành bàn. Phút 66, Kolo Muani dứt điểm duỗi mu trong tư thế chống trải ở vòng 16m50 nhưng bóng đi ra ngoài đáng tiếc. Phút 71, Camavinga ra chân chéo góc ở vòng cấm đưa bóng đi sạt cột dọc Bồ Đào Nha trong gang tấc. Về cuối trận, hai đội lại quay về với lối đá thận trọng khiến trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Phút 93, Ronaldo có cơ hội thuận lợi sau đường chuyền vào của đồng đội bên cánh phải. Dù vậy, cú đệm bóng một chạm của CR7 lại đi vọt xà ngang cầu môn Pháp. Đây cũng là cơ hội đáng kể nhất trong hai hiệp phụ. Hòa 0-0 ở 120 phút thi đấu chính phụ buộc Bồ Đào Nha và Pháp phải kéo nhau vào loạt sút luân lưu định mệnh. Tại đây, Pháp đã tỏ ra bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 5-3 với cả 5 quả đá của họ đều thành công. Trong khi đó, Bồ Đào Nha có trường hợp của João Felix đá hỏng và chừng đó là đủ để họ phải ôm hận. Như vậy, Pháp đã giành vé vào bán kết Euro 2024 và đối thủ của Les Bleus sẽ là Tây Ban Nha. Trận cầu này sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 7 tại Munich. Tây Ban Nha nghẹt thở đánh bại Đức để giành quyền vào bán kết. Bước vào trận đại chiến, huấn luyện viên Gela Fuente đã không thay đổi đội hình xuất phát của Tây Ban Nha so với trận thắng Georgia tại vòng 1/8. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu Euro 2024, ông làm điều này. Trong khi đó, đội chủ nhà Đức lại có hai sự thay đổi người so với trận thắng Đan Mạch. Ta trở lại ở vị trí trung vệ sau một trận bị treo giò và Emre Can đá chính thay Andrić. Ngay khi trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu, Tây Ban Nha đã đẩy tốc độ lên rất cao và khiến cho hàng thủ của Đức cực kỳ vất vả. Hậu quả là họ phải liên tục phạm lỗi để ngăn cản các mũi tấn công của La Roja. Trong một tình huống như vậy, Cruz đã khiến Pedri không thể tiếp tục thi đấu và sớm rời sân ngay phút thứ 8. Tuy nhiên, sức tấn công của Tây Ban Nha không hề bị giảm sút. Họ vẫn có những pha lên bóng cực kỳ nguy hiểm nhờ sự năng động của cặp cánh Lamin Yamal Nico Williams. Bên phía đội tuyển Đức, họ cũng có những pha đáp trả khá nguy hiểm. Trong đó, Havertz là người có nhiều cơ hội nhất nhưng những pha dứt điểm của anh lại thiếu đi sự hiểm hóc cũng như uy lực để khiến Unai Simon phải bó tay. Hiệp 1 của trận đấu đã diễn ra vô cùng căng thẳng nhưng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, thế trận đôi công vẫn được tiếp diễn. Tuy nhiên, các bàn thắng đã đến. Phút 51, Tây Ban Nha đã có bàn thắng mở tỷ số sau khi Lamin Yamal chuyền bóng để Dani Olmo đệm bóng tung lưới Manuel Neuer. Bị dẫn bàn, Đức không còn cách nào khác ngoài việc dồn lên tấn công. Họ đẩy Tây Ban Nha lùi sâu về phần sân nhà và dồn ép đến nghẹt thở. Ngoài ra, huấn luyện viên Nagelsmann cũng liên tục có sự thay đổi người nhằm làm mới hàng tấn công. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng thì đội chủ nhà cũng đã được đền đáp bằng bàn thắng ở phút thứ 89. Mitchell Stad tạt bóng để Kimmich đánh đầu trả ngược cho Özil dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1. Đây cũng là tỷ số của 90 phút thi đấu chính thức và hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ. Trong hai hiệp phụ, Đức là đội kiểm soát thế trận và có nhiều cơ hội rõ ràng hơn trong khi Tây Ban Nha gần như chỉ biết giữ bóng câu giờ chờ đá luân lưu. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở đúng phút cuối hiệp phụ thứ 2. Phút 119, Dani Olmo tạt bóng chuẩn xác để Mico Merino bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc cao khiến Neuer bất lực. Trong tình huống này, các hậu vệ của đội tuyển Đức đã mắc sai lầm khi để cho Merino quá thoải mái. Những phút còn lại là quá ít để Đức thay đổi cục diện. Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Đức để giành tấm vé đầu tiên vào bán kết Euro 2024.
chơi có trách nhiệm, chọn nơi uy tín. Truy cập ngay tề.mi/kto, nhận ngay 50k miễn phí trải nghiệm.